Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em cái túi gấm bạch kim, phẩm bạch kim mà sắp tới sẽ được update. Túi gấm này nó nằm trong một cái hoạt động có tên là hoạt động nếu như anh em nào lần trước đã xem review của mình về cái hoạt động kho báu thất tinh ấy thì anh em có thể xem lại trên kênh, nếu như chưa xem nhé, anh em chưa xem thì lên xem lại nhá. Hoạt động có tên là kho báu thất tinh, anh em có thể lên search lại kho báu thất tinh. Đây là một trong những hoạt động giúp các bạn có thể kiếm được túi gấm bạch kim free của Tân Om JPQ, và đây là cái túi gấm bạch kim mà mình nói đến. Hôm bữa thì mình quên, mình chưa có review nó, mình hết sự kiện nên là mình không xem được. Hôm nay thì mình sẽ quay lại và review cái túi gấm mà cho mọi người. Đây là cái túi gấm đó. Đấy, túi gấm thất tinh tục mệnh. Đây là túi gấm nằm cho hoạt động này, chắc là nạp thì cũng có thể sở hữu được thôi, tuy nhiên là kiếm free chắc chỉ có cái hoạt động này có thể kiếm được. Đây, đây là một túi gấm theo dạng là hồi phục. Đấy, theo dạng hồi phục. Đó. Hiệu ứng đặc biệt của nó như sau. Kích hoạt khi chủ sở hữu tử vong, có nghĩa là khi mà nó bị kích sát ấy, đấy, thì nó sẽ kích hoạt và túi gấm này cho phép con chủ sở hữu của nó miễn nhiễm tử vong. Đấy. Khiến cho chủ sở hữu miễn miễn nhiễm tử vong. Đồng thời sẽ hồi phục một cái lượng HP bằng 225% sát thương phép, cũng như là sẽ giúp cho con tướng đó miễn nhiễm với mọi loại sát thương trong vòng 4 giây tiếp theo. Nhưng mà cái túi gấm này, cái hiệu quả này thì chỉ kích hoạt một trận một lần, tốt nhất là như thế. Chứ địch mạnh kích hoạt nhiều lần một trận thì ai chơi lại, ai chơi nữa, chơi với dế à, đúng không? Tuy nhiên nó còn có một cái lưu ý khá là quan trọng ở trong này, đó chính là nếu như tướng sở hữu trạng thái này, nếu như con tướng cũng có một con tướng sở hữu trạng thái này rồi thì hiệu quả này sẽ đồng thời kích hoạt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những cái con tướng ấy, như kiểu là Quan Vũ chẳng hạn, đúng không? Nó có cái bất tử đấy, đấy cái trạng thái bất tử của nó đấy. Thì nếu như các bạn lắp cái túi gấm này cho con Quan Vũ thì cả hai cái trạng thái này sẽ cùng kích hoạt một lúc khi mà con Quan Vũ bị kích sát. Như vậy là nó sẽ rất là lãng phí. Đấy, nghĩa là con Quan Vũ có hiệu quả gì thì đều bút hết lên. Đấy. Túi gấm này có hiệu quả gì nó cũng bút hết sạch lên, như vậy là sẽ rất là lãng phí, đúng không nào? Đấy, cái đấy thì mình nghĩ là sẽ không cần thiết khi mà lắp cho những con tướng mà có cái hiệu quả đấy. Đấy, thật ra là nếu như các bạn lắp cho Quan Vũ chẳng hạn, hay lắp cho những con tướng có cái khả năng bất tử như vậy ấy, khả năng kích hoạt miễn nhiễm tử vong ấy, thì cái phí nhất đó là các bạn lãng phí đi một cái slot bất tử, một cái slot miễn nhiễm tử vong là cái đầu tiên. Còn những cái trạng thái khác như là hồi phục HP này, miễn nhiễm sát thương trong từng vòng từng bao nhiêu giây tiếp theo thì kể cả như Quan Vũ nó cũng có thể làm được, nên là thành thử ra nó sẽ rất là lãng phí, nên là mình nghĩ cái này là không cần thiết. Đấy, anh em nên lựa chọn những cái con tướng mà như kiểu thích khách chẳng hạn, những con tướng thuộc loại thích khách mà nhảy ấy, thích khách đam dồn, kiểu đam đam dồn ra hàng sau ấy, thì đeo cái này là hợp lý nhất. Đấy, để nó có gọi là lật kèo đều nằm ở túi gấm này hết thì mình nghĩ là ngon. Chứ còn những con mà mang cái hiệu quả này rồi, thứ nhất tốt nhất các bạn không nên mang, bởi vì nó sẽ rất là thừa thãi. Đấy, kiểu vậy ở trong 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 cái con tướng đó. Rồi, ngoài ra thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ hồi phục của tướng, tỷ lệ hồi máu của tướng lên 30%. Đó, toàn bộ cái khả năng của túi gấm này. Đấy, nó chẳng khác gì một cái kỹ năng riêng của một tướng rồi, như kiểu con Quan Vũ có một cái kỹ năng bất tử như vậy thì con này cũng cái túi gấm này nó mang lại nguyên cái kỹ năng đấy cho một con tướng của các bạn rồi. Rất là kinh khủng luôn. Còn bên dưới thì nó sẽ là kích hoạt khi mà các bạn nâng sao thôi. Đây, trạng thái khi mà lên được một sao sẽ mở khóa. Cái mở khóa này nó sẽ giúp cho cái lượng hồi phục tăng lên này, tăng lên 300 này, bên trên là 225. Đấy. Và cái tỷ lệ hồi máu của tướng tăng lên 40%, đấy, bên trên là 30%. Nói chung là các bạn nâng sao thì nó tăng chỉ số lên. Tăng 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 chỉ số lên. Ngoài ra thuộc tính của túi gấm thì nó cũng sẽ tăng rất là nhiều. Anh em có thể thấy anh em những cái túi gấm khác anh em biết rồi. Chẳng qua có kỹ năng là cái quan trọng mà anh em chưa biết thôi, thì đây là một cái túi gấm khá là ngon mà nó lại còn có thể kiếm free được thì ảo thật đi. Mà không biết bên bản Việt Nam có update cái này không ta, mới có che cái này đi không ta, nhưng mà cái này ngon quá các bạn, cái này cho mấy con thích khách thì thôi rồi lựa mời. Nhưng mà nếu như nói về câu chuyện nó free thì kiểu như ai cũng sẽ có ấy. Nên là thành thử ra đội hình nó cũng sẽ rất là kiểu ai cũng sở hữu rồi, nên là nó cũng sẽ rất là kiểu buồn cười. Ai cũng sự thích khách nào cũng sẽ kiểu OP như vậy, nó sẽ mất hay đi, đúng không nào? Rồi, ok. Trên đây là một cái video ngắn thôi, một cái video ngắn mình review về các cái vật phẩm, hoạt động, tướng hay là thần thú mới, tất cả những cái tính năng gì gọi là mới tinh ở các server nước ngoài ấy, thì mình đều review hết cho mọi người trước để anh em có thể nắm được thông tin nhá.
Còn mấy còn anh em nào chưa xem cái video review về cái hoạt động để nhận cái túi gấm này thì có thể xem lại trên kênh nhá. Còn bây giờ thì xin chào lại anh em các video tiếp theo. Bye bye anh em. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I.